Thanh Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn nào? Sau khi bạn gái cũ em đi nước ngoài định cư thì tụi em chia tay. Có gửi gắm gọi là kiểu như tại vì giờ tôi đi rồi tôi cảm thấy có lỗi với ổng quá, cho nên là nhờ bạn thân ngồi gọi là an ủi ổng, phải chăm sóc giùm rồi đâu tới giờ luôn. Đang trên cơn mà thèm ăn hay thèm uống cái gì đó là em sẽ mua về. Em mua về cái em ăn không hết, hoặc là em sẽ để đó để chút xíu nên em có thời gian em mới qua lại em ăn á, là em quên nó luôn. Tại vì ngày xưa cũng không có nhiều tiền, đi làm một cái nhẫn bạc. Thì sau đó bả cho bả mượn rồi làm mất luôn cái nhẫn. Lúc đó là tụi em đã có cố gắng để mua được căn nhà đầu tiên. 8 năm cãi nhau đúng lần thì đó, từ khi đẻ con thì ngày cãi nhau tới 8 lần. Đó, chính xác. Hồi nãy là có tín hiệu là mấy cặp vợ chồng nói là bây giờ là nôn nóng lắm rồi, muốn ra đây gặp chị lắm thôi. Hai em mời luôn nha. Mời, em có cần xin phép chị hướng. Không, mời. Ok, mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Rồi mời các em giới thiệu về mình. Dạ em là Chi, hiện tại là đang làm nhà sáng tạo trên TikTok. Em năm nay là 33 tuổi. Thì em ở quận 5. Có một chút đặc biệt thì em là người Hoa. Rồi thôi là đó, bây giờ tới vợ nè. Vợ giới thiệu đi nào. Dạ em tên là Phương Thanh, em cũng 33 tuổi. Và hiện tại em vừa mới nghỉ việc văn phòng để ở nhà phụ chồng. Làm sáng tạo nội dung luôn. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng thường làm về nội dung gì? Thì chồng em sẽ là người nấu ăn, còn em là người ngồi ăn. Có một cái nội dung là nấu ăn cho bà vợ đang có bầu. Là lúc đó bà đang có bầu. Thực ra thì nó cũng là một cái nội dung khá là ngẫu nhiên thôi. Lúc đó là ngày nào em cũng nấu cơm và bà đem đi làm hết. Cho nên là có một cái ngày em bất chợt em hứng lên cái em quay rồi đăng lên, thì vô tình nó lại được sự hưởng ứng của mọi người á. Kênh em từ đó thì phát triển tới giờ. Quay lại thời gian trước đây, hai vợ chồng không biết có quen nhau qua một cái quán ăn hay qua một cái món ăn gì đó, hay là qua một cái gì đó nó có liên quan tới ẩm thực. Nhóm họ đi. Đó. Ừ. Dạ, thực ra thì tụi em quen nhau thì cũng không liên quan gì tới ẩm thực hết. Tụi em là học chung với nhau. Học chung từ hồi đại học, lúc học năm 2. Hai đứa vậy là quen nhau cũng lâu rồi đó. Tụi em quen nhau 8 năm, đám cưới được 5 năm. Trời ơi, mười mấy năm là đó em, 13 năm rồi đó. Ủa con của Chi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Một bé là 4 tuổi, một bé là 15 tháng. Hai vợ chồng mà quen nhau tới 8 năm. Quá trời quá đất mà sao lấy vậy? Có trục trặc gì không? Thì thật ra thì như mọi người biết là trong quá trình mình làm sinh viên thì chắc cũng là khoảng thời gian mình học tập, rồi đi làm, rồi tích lũy, rồi mình mới tiến tới hôn nhân. Thì tụi em làm y cái plan nó y chang chuẩn chỉ như trong sách vậy đó. Mà ai là người để ý ai trước nè? Rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, có nhớ cái giây phút đó nó có điều gì ấn tượng không? Lúc đó thì tụi em đang chơi chung một nhóm bạn, cũng đông lắm, mười mấy người á. Cả hai không có dòm ngó gì tới nhau hết, tại vì lúc đó cả hai đều có bạn trai bạn gái. Bạn đi một thời gian á thì chồng em chia tay, nên xong rồi em cũng chia tay luôn. Thì tụi em mới bắt đầu kiểu thân nhau hơn, nói chuyện với nhau. Mà lúc đó thì cả hai đều không phải là gu nhau hết. Là hai tâm hồn cô đơn họ đến với nhau. Có một cái câu chuyện nó cũng hơi nhạy cảm chút xíu là bạn gái cũ của em là bạn thân của bạn này. Sau khi bạn gái cũ của em đi nước ngoài định cư thì tụi em chia tay. Có gửi gắm gọi là kiểu như tại vì giờ tôi đi rồi tôi cảm thấy có lỗi với ổng quá, cho nên là nhờ bạn thân ngồi gọi là an ủi ổng, phải chăm sóc giùm rồi sao bữa giờ luôn. Bạn gái em sâu sắc quá luôn á, thiệt á. Nhờ chăm sóc vậy mà bồ của em bỏ em đó đúng không? Dạ. Ủa đó hay thiệt. Em cũng vừa chia tay bạn trai, xong rồi bạn thân em cũng đi định cư, xong rồi cũng nói là thôi có gì an ủi giùm. Thì lúc đó em mới bắt đầu nói chuyện với bạn này nhiều hơn. Thì mới cũng kiểu đi đánh lẻ, đi ăn kem, uống nước rồi đó. Thì xong rồi mới thấy là ông này ổng hiền quá. Mà ổng kiểu là cái người của gia đình á, mà lại mất mẹ sớm. Nên là mình thấy là kiểu cũng hiền lành, tử tế, nhưng mà nhát gái quá. Thế xong rồi mình cũng không nghĩ là ổng sẽ cua mình. Nên tức là em cũng có cảm tình với Chi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà tại vì hiền quá. Dạ. Thì không lẽ giờ bên này tỏ tình trước? Dạ không, em thì em quyết tâm là em không có tỏ tình. Đó, vậy ông tỏ tình bằng cách nào?
Em chỉ dẫn đường cho đi vô khung thành thôi, rồi còn phải tự tay đá trái banh đi. Đó, anh rất muốn biết cái chuyện mà dẫn đường nó làm sao nè. Dẫn đường này nó cũng mờ mờ ảo ảo lắm anh, nhưng mà ý là mình cũng đáng ý thôi. Mình biết là bà cũng hòm hòm là bà chịu rồi. Nói chung là tụi em là bạn với nhau cũng một thời gian rồi, cho nên là khi mà nói chuyện thì chắc là hiểu ý đối phương rồi. Thì lúc đó cả hai cũng quen nhau, nhưng mà thật ra tụi em không có một cái dấu mốc nào gọi là tỏ tình hết. Chỉ là quen nhau xong rồi đi ăn một thời gian, đi dating một thời gian kiểu vậy đó. Thì cảm thấy là hợp nhau rồi, có một cái dấu mốc là em tặng cho vợ em một cái nhẫn. Tại vì ngày xưa cũng không có nhiều tiền, đi làm một cái nhẫn bạc. Thì sau đó bà cho bạn bà mượn rồi làm mất luôn cái nhẫn. À, sao em rộng rãi quá vậy? Nhưng mà cái hoàn cảnh của bạn này á, là coi như là mất mẹ đúng không? Mẹ em mất từ lúc em 8 tuổi. Dạ. Là sống với ba. Thì em sống với ba và sau đó là nhà em chuyển về nhà nội. Tức là ở với là cô. Thì em tổng cộng có ba người cô, một ông chú và ba em. Là 5 người và không ai có gia đình hết. Thì ba em có gia đình thì tuy nhiên là bây giờ mẹ mất rồi thì xem như là cũng không có gia đình luôn. Coi như em là cái người trụ cột cho gọi là hai người bố và ba người mẹ. Đúng không? Dạ, đúng, dạ, có thể hỏi tại vậy. Đúng không? Tại vì bây giờ thì chắc là các cụ lúc đó cũng lớn tuổi rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Ba em thì lúc đó là khoảng 60-70. Thì cô em còn lớn hơn nữa tại vì cô là chị mà. Dạ khoảng 70-80. Thì nhà toàn là người lớn tuổi không. Khoảng thời gian đó em cũng stress lắm. Thứ nhất là mình mới ra trường rồi này nọ, mình cũng không kiếm được như đầu ra đầu vô gì hết. Đó là cũng là cái câu chuyện mà tại sao mà lúc mà em quen vợ em xong á là nhà vợ cấm cản dữ lắm. Tức là cho là chị là mẹ vợ em chắc chắn gì cũng làm như vậy. Nặng không? Gánh quá mà. Dạ. Đúng không? Bằng cách nào mà em thuyết phục được để cho bên mẹ vợ đồng ý? Em mất 8 năm để vừa học hành vừa làm việc và vừa tích lũy. Đến cái ngày mà tụi em có cái kế hoạch là muốn đám cưới rồi á thì mới nói cho gia đình vợ. Rồi đến khi mà bắt đầu về ở chung với nhau á thì là có những cái điều gì mà mình bị bất ngờ là ủa? Bạn này là một người mẹ rất là chu toàn, rất là 10 điểm. Và cái đó nó áp dụng luôn cho cái việc nuôi con. Là tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Bé nó phải giống như trong sách. Cái đứa đầu tiên của em thì nó năng động quá. Nó không có ngủ. Nó rất là dễ bị kích động với tiếng động. Xong nó ngồi dậy nó coi ngó nghiêng đồ này nọ đó. Thì bạn này là bạn bị hoàn hảo quá mà. Lo sợ. Phải ngủ không đủ tiếng đó. Ngủ không đủ nè. Nó có bị gì không, nó có bệnh gì không này nọ đó. Nói chung là em thì không có hề kinh nghiệm gì về con cái, là ai cũng vậy rồi. Nhưng mà em nghĩ là cái tình huống đó nó không quá đáng tới độ mà mình phải sợ đến như vậy. Đó thì cả hai bên bắt đầu có những cái mâu thuẫn về việc nuôi con. 8 năm cãi nhau đúng một lần thì đó, từ khi đẻ con thì ngày cãi nhau tới 8 lần. Đó, chính xác là như vậy. Từ ông nhỏ. Rồi còn gì cái tật gì nữa mà em mất hồn á? Bạn này có một cái tật là sẽ mất trí nhớ, nếu mà cái thứ gì đó mà bỏ vô tủ lạnh là hoàn toàn không còn nhớ cái thứ đó nữa. Ủa, em sợ lạnh hả em? Ví dụ bà đi mua một cái ly trà sữa về bỏ vô tủ lạnh là chỉ cần 30 phút sau là bà quên đi có sự hiện diện của ly trà sữa trong nhà luôn. Vậy là em thì ví dụ đang trên cơn mà thèm ăn hay thèm uống cái gì đó là em sẽ mua về. Em mua về cái em ăn không hết, hoặc là em sẽ để đó để chút xíu nên em có thời gian em mới qua lại em ăn á. Là em quên nó luôn. Em mở cái tủ lạnh ra em bỏ gì vô là em sẽ quên luôn là trong đó nó có. Nên là công chúa băng giá. Khu vực bếp là khu vực của em. Là cái tủ lạnh cũng là của em. Tại vì em nấu ăn mà. Nên bà không ăn là bình thường. Rồi bà không ăn là một là mình phải ăn hết. Thứ hai á là bà để quên đi những thứ mà mình không ăn đi. Ví dụ như là những cái đồ, ví dụ bánh chén gì đó thì ít khi em ăn lắm. Để nó vài tuần trôi qua, có khi là mua mấy trái cóc về mà nó mọc cây ở trong đó luôn chị. Và cuối cùng ai là người đem bỏ? Thì em phải sắp đem đi bỏ. Đó, giống như tôi vậy đó, tôi bị vợ tôi phàn nàn hoài. Còn gì nữa không? Còn một cái nữa là cũng hay trải chồng một số cái mà. Ví dụ như trong cái việc là bà muốn giảm cân. Cái bà thường xuyên hay ăn đồ ngọt. Thì em nói là thôi bà đừng có ăn đồ ngọt nữa, bà ăn đủ bữa đi. Có thể là ăn ngày 2 bữa thôi. Nhưng mà bữa đó bà ăn được no thì lúc sau bà sẽ không thèm ăn nữa. Bà không chịu. Bà thà là buổi sáng bà ăn một củ khoai, sau đó giữa ngày bà uống trà sữa, bà ăn bánh tráng, chứ bà không thèm ăn cơm. Xong bà gọi được cái đó là giảm cân. Trà sữa mà giảm cân rồi thấy nó sai lắm mà. Là cái cối đó, đúng đó, đúng. Rồi tới em phản pháo đó. Chồng em là người Hoa mà anh chị biết người Hoa thường á, xưng hô là chỉ có nị với ngọ thôi. Sẽ không có những cái kính ngữ như là dạ ba mẹ hay là dạ cô chú á.
nên là kiểu nói chuyện theo kiểu người Hoa quen rồi, nên khi qua tiếng Việt á mà nói chuyện với người lớn á thì giống như là nói trọng không vậy đó. Em hay bị người lớn ở trong nhà phàn nàn lắm, là sao chồng con nói chuyện cọc lóc vậy, nó nói chuyện ấy. Nên là chồng em không phải là một người quá khéo léo trong cái chuyện mà giao tiếp. Với lại tính cũng hơi cục xúc á chị, kiểu cục xúc mà tính nóng không nữa, có, không có rào trước đón sau mà cứ nghĩ sao là nói vậy đó, nói liền luôn á. Em thì cao được hơn 1.5m một xíu, và anh Hải thì cao hơn 1.9m một xíu thôi. Cụ thể là 96 ạ, Mẹ kêu là chắc phải về nới cái cửa lên, cửa nhà mình lên. Nhưng vợ em mới hỏi là bây giờ nếu mà được quay lại thì trong cái số người yêu cũ của anh thì anh sẽ nghĩ là quay lại được với ai. Em cũng cố em ngồi em nghĩ, em còn phải thống kê lại, cũng nghĩ ra một cái tên giống như là cũng nghĩ đại à, thôi mình nghĩ đại ra xong là cãi nhau, giận vợ em giận luôn. Dạ đúng rồi. Tại sao em không, tại sao lại phải chọn người đó chị? Nhưng nếu vợ em có không thể muốn nghe câu đó. Vợ em là phải muốn nghe một câu là không, không bao giờ. Đúng rồi chị. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, đứng yên, đứng yên, vợ đứng bên đây. Trời ơi, thấp quá, để mình coi coi. Ra đây, vừa, có đi gối cao gót không vậy? Wow, đó đúng đến vai luôn. Trời ơi, cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m96. Trời ơi, 1m96. Dạ thôi em đi về chị, cảm ơn hai vợ chồng ngồi. Rồi, hai bạn ngồi đi. Đây là lần đầu tiên có một chú rể cao như vậy xuất hiện trong chương trình mình đúng không chị? Đúng rồi. À, em là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ em là người Việt Nam. Xin chào mừng hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, em là Bảo Ngọc. Dạ, em sinh năm 94, đang làm trong ngành tâm lý học và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Minh Hải, em là chồng của Bảo Ngọc á. Dạ ai cũng biết rồi. Anh Minh Hải là chồng của dì Bảo Ngọc nha. Dạ. Minh Hải hôm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và hiện tại đang ở đâu? Em năm nay là em 31 tuổi. Hiện nay em là giảng viên của Trung tâm Thể dục Thể thao Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc ngồi bóng rổ. Dạ em bóng rổ. Bóng rổ cao vậy chứ ha Cưng. Và đây là một câu hỏi mà tôi ít bao giờ tôi hỏi trên chương trình Vợ Chồng Son lắm nha. Chiều cao của hai bạn là bao nhiêu? Em cao được hơn 1.5m một xíu, và anh Hải thì cao hơn 1.9m một xíu thôi. Dạ cụ thể là 96 ạ, Dạ con 1.96 à, đó sắp 2m. Trời ơi, hai đứa gặp nhau ở đâu mà sao mà nên duyên hay quá vậy ta? Dạ, nhưng mà mọi người hay cảm thấy là nếu mà ấn tượng đầu tiên của anh Hải thì cao, còn em thì em không có ấn tượng như vậy, bởi vì là em gặp ảnh trong một quán cà phê thôi. Em tình cờ em đi vào sau, còn ảnh đang ngồi. Thì khi ảnh ngồi thì ảnh cũng bình thường như vậy thôi. Em nhìn ảnh nè, em ấn tượng rồi, em không biết là ảnh nhìn em thì như thế nào. Tức là em gặp Hải cái là em ấn tượng liền. Dạ đúng. Em thích liền. Dạ em thích liền luôn chị, tình yêu sét đánh luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ Hải nè, Hải gặp một cô gái 1m5 bước vô đó, nhìn mình. Rồi lúc đó Hải có nhìn cổ không? Cái này thì em chia sẻ thật, thì lúc vợ em kêu là vừa vào quán cà phê mà nhìn em là em xác nhận là không có. Vì lúc mà vợ em vào ngồi xuống chỗ rồi em nhìn vợ em từ đầu đến cuối mà, nên em biết là vợ em chưa có nhìn em. Ta nhìn lén rồi sao? Lúc đó thì vợ em đi chung với bạn của vợ em, mà em nhìn thì ồ sao bạn này mà cười mà xinh quá, cười mà kiểu rạng rỡ đó, nãy giờ anh chị cũng thấy nụ cười tỏa nắng. Dạ vâng, xinh thiệt, giống như cô xinh bé vậy đó, thiệt cô xinh thiệt mà. mắt lại tròn đẹp, cười tươi đó. Dạ em vào là em để ý liền. Rồi ai là người chủ động nói chuyện với đối phương nè? Dạ là bạn của em. Bạn đó cũng để ý ảnh. Trời ơi. Nên là em mới không có dám nhìn ảnh là như vậy. Mà trước khi mà ảnh đi về là bạn em chạy theo xin số điện thoại của ảnh. Xong rồi bạn em về, các bạn tức là hai đứa ngồi với nhau luôn, bạn em các bạn Facebook luôn. Trước mặt em luôn. Xong rồi ảnh cũng xác nhận, nhưng mà từ lúc đó đến giờ là hai người chưa nói chuyện với nhau câu nào.
Ủa mà rồi là... sao rồi cuối cùng khi em về em không nói chuyện bạn đó rồi sao em biết bạn này? Đó. Ở cái lúc đó thì nó cũng hơi cực đó chị. Tại vì trộm vía là hai bạn hồi đó chơi chung với nhau mà lại không có chụp hình, không có tương tác, gì với nhau trên không Facebook. Không quá chị nên là em về là em phải vào Facebook bạn kia để mà vô bạn bè để mà tìm mình, cái bạn này. Dạ đúng rồi, bình thường thì mình sẽ vào bạn bè thì người ta khóa, người ta không cho xem. Rồi mình kéo từ trên xuống dưới là xem có chụp hình chung với nhau thì tắt tên. Thì cũng không, không có chụp hình chung. Em phải đi xem từng cái comment một mà xem comment cũng không biết ra luôn. Cuối cùng em phải xem từng cái lượt like thích rồi like rồi trái tim rồi thả tim. Thường là bạn mà chơi chung với nhau thì sẽ thả tim. Cái em có không? Thả tim. Dạ cũng may là đến, cái đoạn sau rồi nửa ngày thì cũng ra được cái bài lâu lắc lâu lần. Vì hai người đâu biết tên nhau đâu. Tức là vậy là bạn này là bạn rất mê bạn này. Đúng vậy đó chị. Mới kiểu đó. Mà đi tìm một cách dễ sợ như vậy á. Nhưng mà được cái là bạn em cũng dễ thương. Ảnh nhắn tin là lúc đó có bạn em nhìn thấy tin nhắn của ảnh luôn. Em cũng xin với bạn là giống như kiểu tại vì mình cũng thích nên là cũng mình cũng phải nói với bạn một câu đàng hoàng. Dạ. Yeah. Nên em cũng xin phép thì bạn cũng dễ thương lắm. Bạn cũng kiểu nếu mà ảnh thích mày thì cứ tiến tới thôi. Rồi bạn đi tìm mối khác. Là em không hề nhắn tin cho bạn kia. Dạ không. Đến khi cưới mới gặp nhau lại. Rồi em nói với em cũng không tin. Nhưng mà lúc đó em tấn công theo kiểu mà đánh nhanh rút gọn hay là theo kiểu mà mưa dầm thấm lâu? Hình như chị nói em mới để ý, em mới nghĩ lại là hình như cả hai luôn đó chị. Cả hai luôn. Dùng hết vừa chị. Vừa nhanh mà vừa lâu mà vừa bền vừa bỉ luôn. Trời đâu có sự chiến thuật gì dữ vậy. Vậy là miss tức là vậy nào? Sao chị? Là nhắn tin liền. Dạ. Và nhắn tin từ sáng tới chiều tối đêm khuya luôn. Và mưa dầm thấm lâu có luôn. Có không? Có. Quánh nhanh rút gọn luôn. Đó. Đúng không? Em thì em khoái ảnh lắm luôn. Nhưng mà là em phải giữ giá chứ. Phải giả bộ để, chứ. Phải giả bộ chứ. Ảnh nhắn là em bận. Em phải bận với chị. Phải bận ghê lắm. Thế thì em cũng không bận lắm. Mặc dù rất rảnh. Nhưng mà như vậy là em phải đầu tư về thời gian trong bao nhiêu lâu thì em mới hoàn toàn chinh phục được bạn này. Đó. Cũng lâu lắm. Thế hồi đó thì em lúc mà vợ em học cao học á thì em cũng đang học cao học luôn. Thứ hai vợ chồng thì em cũng, nhưng mà cái chỗ của em học thì nó hơi xa trung tâm thành phố, nó ở dưới Thủ Đức. Em biết không ở trường đó. Thế là em đi rồi cũng làm thì em cũng làm ở dưới khu đó luôn. Mà nhà vợ em thì lúc đó thì đang ở bên tận Nhà Bè, mà nhà em ở Bình Thạnh. À ngược hướng luôn á. Dạ ngược hướng luôn. Nói chung là em đi là không phải là thành hình chữ Y mà thành hình chữ U luôn á. Thì hỏi là cái ngày mà em mẹ em mà thấy bạn này mẹ em có hết hồn không? Không. Bây giờ bước vô nhà có khom người. Mẹ em choáng á chị. Mẹ mà thấy cái là mẹ hết hồn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mà chị chọn đúng người luôn là mẹ em là người choáng nhất. Đúng không? Dạ đúng. Vì em cao bằng mẹ đúng không? Và sau khi về thì mẹ nói thì sao? Mẹ kêu là chắc phải về nới cái cửa lên. Cửa nhà mình lên. Mẹ mới xây thêm một cái toilet riêng cho ảnh ở nhà, ở quê á. Dạ. Tại sao con rể nó bị ảnh hưởng tới cái cột sống còn đó, đúng không? Là xây riêng cho ảnh một cái toilet. Nhưng mà là mẹ có cảm tình liền với dạ đúng không? Rồi. Rồi bây giờ hai đứa về ở riêng á thì bây giờ cái toilet thì sao? Toilet thì xây theo chồng hay xây theo vợ? Làm hai cái nấc. Hai cái nấc để treo dạ. Cái vòi hoa sen thôi. Có hai nấc luôn, có hai nấc. Nhưng mà nói chung là nội thất nhà em cũng trộm vía là những cái liên quan đến tiện nghi á thì là dành cho em. Còn những cái liên quan đến làm việc nhà thì dành cho ảnh. Ví dụ như bồn rửa chén hay gì đó thì thật cao. Là phải cao là để ảnh rửa đúng không? Dạ rồi. Rồi cây lau nhà máng tút ở trên đọt cây á. Cây lau nhà thì nó to gấp đôi em vậy, kiểu vậy. Nhỏ mà có giỏ. Bây giờ qua tới cái kia đi. Là cái trang chương gì á dạ. Chồng em á có nhiều những cái mà thú vị mà sau khi mà hai đứa về ở với nhau rồi đó thì em mới phát hiện ra không? Nói chung là hai vợ chồng em có một động lực kiếm tiền rất là lớn. Nó nằm ở anh ăn rất nhiều, anh ăn gấp đôi hoặc gấp ba người bình thường. Em nhiều khi em không tưởng tượng được đi ăn ngoài tiệm á là 2-3 tô phở là bình thường với ảnh. Thôi anh cũng sẽ cảm thấy anh sẽ cảm thấy đói. Lúc đầu thì cũng có hơi bất ngờ nhưng mà giờ thì em nghĩ cái đó là mình động lực để mình kiếm tiền để anh ăn. Với cơ thể này làm sao mà ăn được như là người bình thường của mình được? Dạ. Đâu có nuôi nổi cái cơ thể. Em ăn một lần con bò không em? Là quá. Con bò con. Không bê. Một con heo sữa thì còn có thể chấp nhận đúng không? Không bê rồi. Cái việc mà ăn nhiều uống nhiều thật ra nó không phải tật đâu, là do cái thể trạng của ảnh. Đúng rồi. Em cũng vui lắm, tại vì mình nấu ra, xong rồi chồng mình ăn được nhiều mình cũng vui lắm vậy. Mà luôn luôn nhiều. Rồi là quần áo có vứt lung tung, có bừa bộn không?
Thế là kỹ tính. Đó, có thấy là đó có một cái cười mà một cái cười gằn giọng là thấy có bồ bộn đúng không? Ảnh không có bồ bộn nhưng mà ảnh là để cái chỗ ảnh cảm thấy tiện mà chỗ đó em không có cảm thấy tiện. Ví dụ chỗ đó là chỗ gì? Ví dụ như chìa khóa đi chẳng hạn, đi về thì anh sẽ đặt ở ngay cái trước của cửa nhà, còn em thì có một để chỗ để chìa khóa riêng chẳng hạn. Như vậy là bừa bộn rồi đó. Rồi continue, có cái gì thật xấu không nào? Có một cái là nó hát rất to, hát to lắm ạ. Hát ví dụ anh đang nghe, anh nghe là em sẽ bị giật mình tỉnh dậy nhiều đó nhỉ. Anh hát vì thực ra hát cái người anh mà mình đã giật mình rồi, còn ảnh mà lên cao độ nữa chắc cả xóm giật mình luôn. Dạ, lên cao độ mà hát bằng cả tâm hồn chắc chết. Em cũng đang tập cái việc ngưng hát. Hát hầm. Ừ, vậy em muốn chồng em thay đổi cái gì nè? Em nói đùa như vậy thôi, em không muốn chồng em thay đổi gì gì hết. Em yêu ảnh là từ ngày đầu đến bây giờ thì nó càng ngày nó càng yêu hơn tất cả mọi thứ, kể cả cái ví dụ như ảnh có bừa bộn đi chăng nữa nhưng mà hay lắm chị, giống như kiểu ảnh bừa bộn đúng không, ví dụ người khác mà vợ nhắc quá nhiều á, vì em thực sự em là người kỹ tính thật, vợ nhắc quá nhiều á thì sẽ khó chịu, còn ảnh thì luôn luôn là dạ anh biết rồi, từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ là gần 7-8 năm mà lúc nào cũng dạ anh biết rồi. Trời vậy hả? Dù em một ngày em nhắc có thể 100 hoặc 1000 lần thì vẫn là dạ anh biết. Em ghiền cái sự nhắc nhở đúng không, phải không? Một ngày mà thiếu nó cũng vậy là bây giờ phải chuyển qua cho em liền đó. Vậy là chắc cái cô này là kỹ tính, tự cô nói nha. Đó, ví dụ như trước đây thì trước khi gặp vợ em thì em cũng thay đổi, vì em cũng khá cũng tự thừa nhận là cũng khá là bừa. Em cảm thấy giống như là mình làm sao mình đụng cái gì là có cái đó, là nó mới phù hợp với bản thân em. Nhưng sau khi em gặp vợ em thì em lại suy nghĩ là ở cái nhà sạch sẽ, nhà gọn gàng thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều, nó chất lượng cuộc sống nó tốt hơn. Có nghĩa nhiều. Là em gặp vợ em là em giác ngộ rồi. Dạ vâng, đúng rồi, giác ngộ. Đó, cho nên đó là những cái tốt. Dạ. Cho nên nãy giờ là em đang bị lạc đề đó. Dạ. Bây giờ em phải nói những cái mà em cảm thấy em chưa hài lòng lắm về đó. Vợ của em. Rồi có ghen không? Dạ có. Ừ. Kể đi, đừng có nhìn vợ. Nhìn á. Thì nãy giờ anh chị nhìn cũng nhìn thấy là em là người cũng khá là thật thà. Thế xong mà vợ em hỏi gì thì em cũng cố gắng là em trả lời cho vợ em vui. Dạ. Thế vợ em mới hỏi là bây giờ nếu mà được quay lại thì trong cái số người yêu cũ của anh thì anh sẽ nghĩ là quay lại được với ai? Em cũng cố em ngồi em nghĩ, em còn phải thống kê lại. Tức là em thật mà em muốn lúc nào em nhỏ nào. Dạ, em cũng muốn là trả lời làm sao đó để vợ em có một cái câu trả lời gọi là mình đặt tâm vào, mình suy nghĩ chứ đúng không rồi. Được là trả lời đại. Rồi sao? Cũng nghĩ ra một cái tên. Giống như là cũng nghĩ đại. À, thôi mình nghĩ đại ra. Mấy Huế gì đó. Mấy Huế. Xong là cãi nhau, giận, vợ em giận luôn. Dạ đúng rồi. Tại sao phải chọn người đó chị? Nhưng vợ em không muốn nghe câu đó. Dạ. Vợ em là phải muốn nghe một câu là không. Không bao giờ. Đúng rồi chị. Làm gì có chuyện mà ngay chị. Chỉ có em mà thôi. Dạ đúng rồi. Do em thật. Em thật. Nhưng mà em nói thiệt đi, có thật sự là em muốn quay trở lại dạ không? Như vậy là vợ em bị cái tính đa nghi quá hay thử. Kiếm chuyện đó. Cuộc sống nó êm đềm quá. Đúng rồi. Em thích drama hả em? Em đềm quá, em đâu thú vị đâu. Thế rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đó. Thực ra em là một người về chuyên về thể thao. Dạ. Vợ em thì chuyên về tâm lý, nên vợ em thì chỉ có chữa lành tâm lý thôi, nên không có chữa lành chữa lành cơ thể thôi. Dạ. Mà không chịu chữa lành về cơ thể, chữa lành về cơ thể, về tác. Dạ. Dạ đúng rồi. Em thì vợ em thì cứ kêu là anh có vấn đề gì với cái hình dáng của em không, thì em trả lời thật là không, anh thấy lúc nào em cũng đẹp. Nhưng có cái là mình tập thể dục thể thao thì nó tốt cho sức khỏe chứ không phải là để về cho vóc dáng cho đẹp. Dạ. Thế là có em bé chưa? Dạ chưa, em chưa có. Thế là mong muốn vợ tập thể thao nhiều hơn. Dạ. Đúng không? Không phải là cái chuyện là cải thiện vóc dáng, mà là tập thể thao nhiều để cho có sức khỏe. Dạ. Tốt hơn. Cảm ơn hai vợ chồng nha. Dạ. Rồi, chào hai em. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình như sau. Trước tiên đó chính là phần quà dành tặng cho hai vợ chồng. Đó chính là một voucher trị giá 10 triệu đồng được sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ EC Medical Clinic, chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng, lưu giữ thanh xuân. Và món quà thứ hai đó chính là bánh cookies rắc hạt Goodie Gold với các loại hạt dinh dưỡng,
hạnh nhân, hạt điều và hạt chia rất tốt cho sức khỏe, cùng với thiết kế màu vàng sang trọng tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goodie Gold chọn kết nối thêm yêu thương sản phẩm công ty cổ phần BBCar. Và món quà thứ ba đó chính là một miếng cước chùi nồi, kèm theo đó chính là một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân, địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần ngã 6. Và món quà thứ tư đó chính là quà tặng là một phần mặt nạ đắp 1 tháng trị giá 600.000 của thương hiệu Lululun, mặt nạ số 1 Nhật Bản do em shop độc quyền phân phối online tại Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại nhau. Đau lưng nè, đau lưng. Nghe kỹ câu hỏi của chương trình nha. Nụ hôn đầu tiên của hai bạn diễn ra ở đâu? Yeah, nụ hôn đầu tiên à, quên ở cà phê hay là ở quên rồi đó. Hay là ở đâu? Nụ hôn đầu tiên của Hải ở với vợ là ở đâu? À, nhà em, mét 5. Ở nhà rồi. Với em là nhà vợ em là lúc đó là nhà mình rồi. À, nhà. Rồi Chi, hai vợ chồng hôn nhau đầu tiên ở đâu? Công viên, quán ăn, rồi trời lộn luôn. Hai vợ chồng Hải sẽ được ưu tiên chọn trước màu sắc mà mình yêu thích. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Trời ơi, nam tính quá à. Màu đó màu của tôi đó. Mời hai vợ chồng Chi, màu gì mấy cưng? Ờ, chắc là màu vàng đi, tại vì thích màu vàng. Màu vàng, chỉ màu gì? Chị màu đỏ đi. Màu đỏ, em màu xanh. Rồi, rồi mời các bạn. Rồi, xin mời. Thuận với chị Vân sẽ mở trước nha, để xem coi trong đây là gì. Mời chị Mốt. And. Wow. Chị ơi. Ơi, em được 10 triệu rồi. Chị là bánh cookie đúng không? Rồi, chúc mừng chị Mốt đã nhận được phần quà, đó chính là bánh cookie gold. Rồi, bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, vui. And. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng của Hải đã nhận được phần quà, đó chính là phần mặt nạ đắp 1 tháng trị giá 600.000 đến từ thương hiệu Lululun. Và chúc mừng hai vợ chồng Chi, hai em đã nhận được miếng cước chùi nồi, và kèm theo một miếng cước chùi nồi đó là quà tặng một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Vân. Nè, quay qua gặp chị Vân nhận luôn đi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình cảm ơn vợ chồng Chi, cảm ơn vợ chồng của Hải đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc hôn nhân của các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.